Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vẻ. Hôm nay thì mình sẽ quay cho bạn xem một cái con diều 3m mẹ bồng con. Bên dưới cũng là cờ đỏ sao vàng, bên trên cũng là cờ đỏ sao vàng các bạn nhé. Đây là một mẫu diều mẹ bồng con, khung được làm bằng nan thủy tinh. Ok, chơi bằng nan thủy tinh thử xem nó thế sẽ như thế nào các bạn nhé. Cây cái bằng Shimano này. Có từ Shimano không nhỉ? À nó che mất đâu đấy. Hoặc là ở bên dưới các bạn. À đây Shimano đây. Nó ở bên trong góc này cơ các bạn này. Đấy. Cây cái nó bằng Shimano nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ test cái con diều mình tự tay mình lên cái con diều này. Lần đầu tiên chơi mẹ bồng con lắp ghép các bạn. Đây, không biết là nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ thì mình sẽ cùng đứa cháu mình sẽ đi test con diều này cho bạn xem luôn nhá. Con này hiện tại là mình đang buộc nèo đầu. Rồi. Đang cho là nèo giữa các bạn nhé. Đấy thì mình sẽ nhờ sự giúp đỡ của đứa cháu mình đâm con diều này cho bạn xem. Tiến có việc rồi, Tiến ơi. Có việc rồi, đâm diều nữa. Đâm cho chú một phát thôi nhưng mà đừng có cầm cái gì đâu. Đấy, cho bạn xem từ từ. Thế đâm chỉnh nèo giữa chưa? À rồi. Chỉnh con này tầm này là tam giác là cân rồi các bạn nhé. Đấy, nèo thì mình buộc chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy, còn bạn nào thích chơi đặt diều thì hãy nhắn tin qua Zalo cho mình nhé. Con này mình làm áo vải thường không được căng như vải laptop. Vải thường như vậy nó cũng căng rồi. Đấy. Nếu mà không carbon thì nó căng đét luôn như vậy các bạn nhé. Đây là không thủy tinh nhưng chỗ này nó hơi bị tóp tóp rồi thì không sao. Bạn nào muốn mua diều thì hãy nhắn tin qua Zalo cho mình nhé. Giờ mình sẽ giật luôn con này. Ý giời ơi, gió đang có to rồi. Con này trời đang có gió nhưng mà nó hơi cất các bạn ạ. Các bạn thấy không? Diều mẹ bồng con có phẫy nhá. Đấy, cực kỳ hiền luôn. Làm khung thủy tinh đã hiền thế này, làm carbon này mình khẳng định các bạn luôn. Còn hiền nữa. Có điều là mình nên thử thủy tinh xem nó như thế nào thôi. Ai ngờ nên cực kỳ đầm luôn các bạn. Để chơi xem gió to như thế nào. Bạn nào ưng ý em này thì nhắn tin qua Zalo cho mình chốt luôn một em này về chơi các bạn nhá. Ây giời. Kỳ rẻ các bạn nhé, giá rẻ bất ngờ, tình cờ mới gặp. Con này chưa đến 1 triệu, à đâu hơn triệu tí, đấy con này hơn triệu tí các bạn. Úi giời, con này nó dễ nên nó hiền lắm, có điều là nó kỳ công ở hai cái cờ đỏ sao vàng các bạn, đuôi mỗi cái đuôi không đã là 1m8 rồi, lên trên là 3m. Nó chẳng có gió mấy cơ, gió nó bé lắm. Được cái tầng dưới gió to nó lại đẩy lên, tầng trên ít gió. Ai dài ơi, không có gió cho nó lên cơ, nhưng mà từng cơn các bạn nhá, gió theo cơn mà. Mình đang thả trời hôm nay nữa, trời mặt trời xuống rồi nên là nó không được sáng cho lắm. Ai dài, vẫn nên tất, cân tất. Cả bầu trời này hiện tại có mỗi con diều của mình đang lên thôi. Dài không có gió nhưng mà vẫn ok. Hết gió rồi các bạn ơi, ai chập choạng rơi rồi. Đấy, thôi chắc là hết gió rồi các bạn này, trời giờ bắt đầu mình kéo xuống rồi. Mắt tận tay cho các bạn xem nhé.
trước không? Dài. Bắt được hay không? Bắt tay tay dưới không các bạn? Cực kỳ nhẹ luôn. Thì hiện tại con này là nó đang cất một tí, mình muốn chỉnh cất để cho nó lên các bạn. Cất nó dễ lên. Còn nếu mà muốn chỉnh lùn xuống thì kéo lùn xuống là được. Đâm lại thử lần nữa xem các bạn nhé. Sau phát thứ hai đâm lại con này ra đón gió lên này các bạn nhé. Lại trở đơn. Đấy, con đấy hiền lắm, mẹ bùng con mình cảm thấy là nó hiền. Đấy chứ. Trời ơi, trời nó gần tối rồi các bạn ơi. Sắp tối rồi đấy. Thả xong con này phát là gặp còn là tối luôn đấy. Không có gió rồi, tầng dưới. Tầng dưới giờ chắc hết gió rồi. Rồi ok các bạn nhé, giờ mình sẽ kéo xuống rồi. Dìa quên. Mày bắt tận tay lần nữa cho bạn xem này. Cam kết con tiểu này hiền 100% nhé. Sáng này đấy, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thấy video mình hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ video của mình nhé. Bạn nào ưng ý con diều này thì hãy đặt rồi mình sẽ gửi cho bạn đấy nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.